Vậy là nhà mình ở đâu? Nhà em đây ạ. Sao sao mà coi như nhà mà coi như không thấy một cái gì nữa hết vậy? Tụi em ở đầu chỗ nó dốc rồi mà sắt thép trời tận dưới kia vẫn còn kìa. Nó vùi lập hết xuống rồi. Vùi lập hết đi không còn một cái gì luôn. Ô mẹ. Đây là một ngôi nhà đó hả? Đây là một ngôi nhà. Trời, trong cái lúc mà lũ đó là vợ chồng anh đang ở đâu? Vợ chồng em lại thấy thưa hàng xóm thì cũng bị ngập lụt thì em chưa nghĩ nó lên tới đây mà nhà em là đi giúp đỡ những nhà hàng xóm kia. Giúp xong thì về đến nhà mình nó lên tới cửa vào từ ảnh cửa nhà luôn thì không ai dám vào nữa. Nó cứ thế là nó sập dần đánh nhanh lên quá nhanh so với tưởng tượng. Hồ thì em giúp một hồ là 3 triệu. Dạ. Vâng, thầy Trung mến chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của thầy Trung. Thì hiện tại bây giờ thầy Trung đang có mặt tại thị trấn Bảo Yên, đến một cái hoàn cảnh thực sự là đáng thương. Từ một chị hàng xóm đã gọi điện nhờ thầy Trung đến đây để chia sẻ cái hoàn cảnh này và giúp đỡ cái hoàn cảnh này. Thì hoàn cảnh này như thế nào thì mời cả nhà mình đi ra phía sau để gặp chị ha. Rồi em chào chị ha. Chị có thể là giới thiệu chị là như thế nào với cái hoàn cảnh mà chị giới thiệu cho em giúp đỡ, chị có thể chia sẻ được không? Thì là cũng là hàng ở ngoài hàng thị trấn vào thì thấy khu nhà của ba mẹ con là ba lóc nhà, bây giờ sạt đổ hết, không có nhà ở, bây giờ phải đi ở nhờ, ăn chỗ ở không có, phải làm bằng một cái túp lều bạt để chui vào che mưa che gió. Thì tôi kêu gọi để mạnh các mạnh thường quân là đến giúp đỡ ba ngôi nhà của ba ngôi nhà này đã bị mất hết và đã trôi hết và không còn cái gì cả. Bây giờ là quần áo các thứ ăn uống nhà cửa nó không có mà nhìn rất là thảm khóc. Con cháu còn bé nhỏ, sách vở cũng chẳng có nghĩa nhà bây giờ không còn một cái gì. Thế mong các mạnh thường quân là đến là sẽ giúp đỡ cho huyện Bảo Yên chúng tôi và riêng là ba nhà của nhà chị và của nhà hai đứa cháu nó mất hết. Ồ. Không còn cái nhà nào để ở cả, bây giờ chui vào cái túp lều để ở kìa. À là hiện tại bây giờ là anh đang ở trong nơi chỗ tấm bạt. Đấy, tấm bạt xanh xanh tre đấy ạ. À là cả gia đình ở đó luôn hả? Cả gia đình ở đấy luôn. Các trời. Con các cháu ở đấy hết luôn. Dạ. 13 14 người. Là ở trong một cái tấm bạt đấy. Là mấy cái nhà này là của anh em nhà anh hết hay hả? Đấy đúng rồi, một nhà của mẹ và nhà của hai con trai. Đấy, con trai thì một đứa con thì bị tàn tật, cụt mất một tay, một bàn tay. Anh lớn tuổi chưa chị? Lắp đây là chú cũng phải tầm hơn 40 rồi. Đấy. Còn bà thì chắc là cũng tầm khoảng hơn 60. Rồi cho ấy, chị dẫn em lại xem đây. Là anh như thế nào. Ồ là đây là những cái nhà của mẹ đẻ này. Ồ đây là sát cái bờ sông luôn ha. Sát luôn bờ sông. Đấy, còn đây là nhà mẹ đẻ này và nhà thứ hai này là nhà của con trai này. À. Con trai đây. Và đổ coi là không còn vớt vát được một cái gì cả. À. Mất hết rồi chỉ còn cho cái bàn ở này. Rồi em chào các anh các chị. Dạ. Ôi là vậy là vậy là mình ở dọc theo cái bờ sông này luôn nữa ha. Dọc đường suốt đây đây. Ba nhà đấy, một nhà hai và ba nhà đây. Nhà mất bên kia chỗ cây nền kia. Còn bên kia một nhà đúng không? À, vậy là nhà mình là chính xác là ở chỗ nào? Đây nhà này là nhà em ở bên này. À rồi thì anh ngủ đây em hỏi chuyện anh chút xíu ha. Rồi. Rồi. À anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 45 tuổi. 45 tuổi hả? Vâng. Là bình thường là anh làm nghề gì? Em ở nhà đâu tàn tật như hộ cận nghèo rồi, bây giờ em có đi làm được gì đâu, chân tay bây giờ nó cứ đau nhức suốt ngày rồi, không thể làm được một việc gì nữa. Thì ở nhà đấy vợ thì bây giờ từ vợ cũng bị xương khớp thoái hóa đốt xương cổ lưng chân đầu gối, bây giờ vợ em xương vù to tướng thì cũng không đi làm được gì, bây giờ sợ khó khăn thì vay được tiền ngân hàng về thì đấy là cũng sập sụt làm tí sập sụt tí mất hết. À, không còn một cái gì nữa trong nhà giờ. Là vợ anh đâu? Vợ em đây à? Thì ngồi là thế là như vậy. Vợ em là người da đỏ, người không biết chữ. Mũ ra nhìn cái mặt
là chị là người Dao. Vâng, người Dao đỏ. Còn anh là người Kinh. Vâng, em là người Kinh. À, trước thì hai vợ chồng có đi làm đấy, nhưng mà bây giờ là công việc người ta không, cứ bảo là chị đau người hay ẩm nghỉ suốt, họ không nhận, người nữa. À, anh chị được mấy người con? Em được hai cháu. Lớn cho anh chị? Con lớn của em năm nay học lớp 11, một cháu bé năm nay học lớp 5 tuổi. Ồ, vậy là hai cháu đang học cả. Vâng. Rồi, bây giờ mà coi như giờ mất hết nhà cửa đây rồi thì coi như mình tính lấy cái gì mà nuôi cho hai đấy, cháu ăn học. Em bây giờ được cố gắng làm sao mà để ấy, được cố để cho được có tí đất tí cát để cho con nó có chỗ ăn chỗ ở để mà lo cho con để học hành. Ừ. Còn bây giờ thì gia đình như thế này thì cũng không còn gì để khổ hơn được nữa rồi. Thì vẫn có khả năng còn chống cự được, nhưng bây giờ thì không thể có cách gì để mà giải quyết nữa. Vậy ra coi như giờ là cứ dựng cái bạt ở bầy. Còn là coi như ăn uống thì sinh hoạt thì như thế nào anh? Anh bây giờ là cả gia đình nhà em với mấy gia đình sập ở đây là lên tất nhà đưa em cô em ăn. À. Ở trên tạm ké trên đứa nhà em cô em ạ. À. Còn mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi? Mấy đứa nhỏ thì bây giờ cháu, một cháu bây giờ hôm nay một giáo bảo cho đi học thì em cho cháu lên trường. Thì còn vừa cháu nó thì bây giờ chắc đang đi dọn dẹp ở trên trường học. À, vậy là coi như cháu qua cái đợt lũ vừa rồi đấy thì có còn sách vở rồi gì để đi học nữa không? Nhà em không, còn cái gì không còn cái gì nữa, quần áo đây cũng là nhà từ thiện nó phát cấp cho, nhặt mặc vừa cái nào thì lấy. Ừ. Vậy là coi như hai vợ chồng giờ không còn một cái gì hết. Vâng, cái hàng tháng đây cô em cô này thỉnh thoảng lại cho ít thức ăn với ít gạo. À. Để mang xuống hỗ trợ, chưa mất nhà thì cô vẫn hỗ trợ này, nhưng nên như bây giờ thì cả cô nữa, bây giờ là bao nhiêu nhà anh em là tập trung vào đấy. À. Cô cũng một mình muốn lách hai con. Vậy là nhà mình ở nơi chỗ nào? Nhà em ở ngay núi đây một đoạn. À, em lại thấy em nghĩ đâu là nhà anh ở đây? Đây là nhà em chú ạ. À, vậy là đây là nhà em chú ạ. Đây là nhà mẹ. Ồ, vậy là cùng sập hết luôn. Cái này là không, chỗ nhà em không căng được bạt thì em căng để ngồi cho nó đỡ. Vậy là ở đây á, là tổng là ba nhà, vậy là những nhà nào? Nhà bà Nguyễn Xuân Hương, Nguyễn Thị Lịch. Nhà thứ hai là của em trai Nguyễn Xuân Long. Còn thứ ba là nhà em ở bên kia là Nguyễn Quốc Tuấn. Vậy chờ trước mắt anh dẫn lại chỗ cái ngôi nhà của anh em xem mà. Vâng. Đây sập hết rồi, ngay đây là cái khu vực bờ sông đó cả nhà. Đây là sát cái bờ sông rất là lớn này. Nên là cái đợt lũ vừa rồi chắc là nước lên đây rất là lớn. Là nước lên tới đâu vừa rồi á? Ngập lên đúng cái cửa sổ của nhà trạm cấp nước bơm bên kia. À. Đây nó ngập ở đây, nó đánh bắt đầu nước cứ từ trong nó đánh đi ra ngoài. Dạ, vậy là nhà mình ở đâu? Nhà em đây ạ. sao mà cái như nhà mà cái như không thấy một cái gì nữa hết vậy? Tụi em ở đầu chỗ nó rộng rồi, rồi mà sát thép trời tận dưới kia vẫn còn kìa, nó vùi lập hết xuống rồi, vùi lập hết đi không còn một cái gì. Ô mày ạ, đây là một ngôi nhà đó hả? Vâng. Đây là một ngôi nhà. Trời ơi, nó đổ, nó trôi xuống hết tới này và nó ập xuống hướng này luôn. Bên kia là một bãi đất trống của đứa em, bãi đất là của đứa em cô bên này nữa, cũng đi bằng sạch luôn, không còn một cái gì. À. Ngôi nhà này là 300 mét vuông lận á hả? Vâng, cái nền nước nó không ấy, nó ra tận ngoài kia cơ. Ờ. Mà giờ mà có như nó thành ra như vậy luôn. Vâng. Cái này thì nếu như mà bình thường nhìn vô thì ở đây là không phải là ngôi nhà nữa. Mà ở đây là chỉ là một cái bãi đá thôi cả nhà. Đó. Vậy là trong cái lúc mà lũ đó là vợ chồng anh đang ở đâu? Vợ chồng em lại thấy thưa hàng xóm thì cũng bị ngập lụt thì em chưa nghĩ nó lên tới đây, mà nhà em là đi giúp đỡ những nhà hàng xóm kia, giúp xong thì về đến nhà mình nó lên tới cửa, như vào tới cửa nhà luôn thì không ai dám vào nữa. Nó cứ thế là nó sập dần, đánh nhanh lên quá nhanh so với tưởng tượng, chưa năm nào mà nó có thể mức nước lên cao như thế này. À, là trong cái lúc mà nước lên ở hàng xóm á, là coi như anh đi giúp đỡ để chuyển đồ cho hàng xóm. Vâng ạ. Rồi đến khi về là thấy nước nó lên nhà mình rồi. Vâng. À, giờ là coi như có chạy được đồ đạc gì không? Không kịp chạy cái gì. Chạy vào kéo đồ. Kéo đồ nhưng không cho ai kéo, không người nào cho kéo. À. Nó lên to quá, nhanh quá. Giờ là coi như cái lúc đó là mình bỏ của rồi mình chạy lấy người. Vâng ạ.
Chứ là giờ là anh định tính ở ở đâu hay là lại tiếp tục ở đây lại? Ở đây thì nhà nước người ta cũng không cho ở nữa rồi. Thì bây giờ thì em cũng không biết làm thế nào mà ở thế nào bây giờ nữa. Bây giờ tài sản trong gia đình không còn một cái gì nữa. Tài sản tài sản anh cái lúc đó là có những cái gì mà đáng giá nhất? TV, tủ lạnh, đồ điện, nước ở trong nhà đấy. Máy tính vay tiền được 10 triệu đấy, là nhà nước hỗ trợ vào vay 10 triệu để mua máy tính cho con để học nên nó 10 đấy, thì nó cũng đi hết luôn, không còn một cái gì luôn. Là anh vay 10 triệu để mua cái máy tính cho đấy, là nhà trước nước cho vay để mua máy tính cho con. Là giờ là đang nợ tiền là 10 triệu của nhà nước. 10 triệu mới tiền của em vay, xong là trang trải đợt làm nhà thì em cũng giả lỡ với một phần em chăn nuôi nữa. Thì để chăn nuôi được con cái gì để lấy đồng tiền ra đồng vào thì thôi, nó cũng đi bằng sạch luôn. Là hiện tại bây giờ là nợ em nhà nước nhiều nhà không? Nhà nước 101. Ồ, đang nợ nhà nước 101. Vâng. Vậy mà giờ thì lấy cái gì mà trả được? Em bây giờ thì cũng không biết làm thế nào nữa rồi. Chờ mà coi như nợ 101 mà coi như tay thì bị như thế này. Thì... vợ thì làm nghề gì? Vợ em có việc không nghề nghiệp gì, người mù chữ, không biết chữ, không đi làm việc gì được. Còn thì còn... ngày đi cứ lần hai vợ chồng cứ kiếm được cái là chỉ đủ trong ngày thôi. Yeah. Hôm có hôm không. Rồi đó. Bây giờ chỉ còn mỗi nhà em cô để ở được đấy, bây giờ còn nhà em cô cũng chật chội. Bây giờ 13 nhân khẩu ở trong nhà cô ấy. Dạ. Nói chung là cũng vất vả quá ha. Thế là anh tính dựng bạt như thế ở đến bao giờ? Em ở tạm đến lúc nào họ nhà nước mà xem nhà nước có cấp cho đất cho cát thì làm lại cái nhà không thì ở thì em chuyển đi. Làm nhà thì giờ mình cũng đâu còn tiền đâu nữa mà làm còn nhà. Đấy, nhà nước mình bảo là ấy cho, nó không biết họ có cho không. Là ý không cho thì em vẫn cứ thế này, em dựng bạt để ở tạm thôi. Nếu như còn mà bây giờ xoay sở thì em không biết xoay sở kiểu gì nữa rồi. Nếu như mà nhà nước không hỗ trợ tái định cư là coi như vợ chồng con cái là vẫn cứ tiếp tục là coi như dựng bạt, coi như kiếm cái chỗ nào đó dựng bạt để ở. Vâng. Quá là đáng thương khi mà một cái cơn lũ nó trôi qua cả nhà. Giờ là con gái đây á hả? Đây là cháu. Cháu ha. Con nhà Long Trại. Thì nói chung là em cũng được cái sự giới thiệu của bà con hàng xóm là biết đến cái hoàn cảnh của anh ở đây. Thì khi mà tìm hiểu á thì dọc đây là mấy anh chị em ruột hết hả? Vâng ạ, đấy là hai đây là nhà của ba anh em ruột là tất ở đây ở cùng bà, là ở đằng cái nhà bà sập đấy. Không đến là em trai, nhưng mà đến em rồi đây là đất của nhà em cô bên kia. Cũng đi hết luôn ạ. Là từ bữa mà bị đến nay á thì có được sự hỗ trợ của được gì cho anh? Có Mạnh Thường Quân giúp đỡ gạo mì tôm. Là có Mạnh Thường Quân giúp đỡ gạo với mì tôm nữa ha. Vâng. Thì giờ như thế này thì em cũng không biết nói gì hơn. Em cũng rất là buồn mà khi mà thấy cái hoàn cảnh của anh đang nói chung là bị cụt mất một bên tay mà lại đang nuôi hai con ăn học, nhà cửa thì trôi hết. Giờ em sẽ hỗ trợ cho anh một ít để coi như lấy kinh phí mình sinh hoạt tạm thời. Chứ giờ thì em cũng không biết là coi như giúp đỡ anh bằng cái cách gì hết, vì nhà cửa cũng đã coi như trôi hết rồi. Vợ con này đang bệnh tật ha. Vâng, vợ em thì thoái hóa đốt sống lưng, khớp chân bị sưng. Thế ba cái hộ mà ở đây á thì hiện tại bây giờ có còn ở đây không?
còn ạ. À, bây giờ ba hộ thì bây giờ vẫn là tập trung nên ở nhà em cô em hết. Không, giờ á là có đang ở cái khu vực này không ạ? Không có à. Thể là coi như kêu lại ở đây à, cho em gặp rồi coi như em hỗ trợ luôn. Em gọi mẹ, mới gọi cái Trang. Gọi sang đây bảo bà ấy sang cho nhà bác Tuấn đấy. Bà cả mẹ nhé. Là mẹ ruột anh hả? Vâng, mẹ ruột em ạ. À, mẹ ruột anh lớn tuổi chưa? Mẹ em sinh năm 57 ạ. À, giờ cũng lớn tuổi rồi ha. Giờ là mẹ ruột anh là ở với ai? Bây giờ mẹ ruột em đang ở với em chú, nhà em chú cũng là không, trước đây á, trước khi mà chưa hư nhà ở chung nhau với nhà ở với em chú, còn chú út nữa thì chú đang đi làm thuê ở trong kia, đến chú cũng không về được, lũ lụt về nhà cửa này mấy bà chú cũng không về được. Mãi bây giờ hôm qua hôm kia nước ở trong kia nó mới thông, chú mới đi bộ về được. Thì hôm nay người ta lại bắt vào để dọn dẹp trong đấy. Vậy ha. Toàn là cái người không có công ăn việc làm. À. Thế trước đây mình cũng không có công ăn việc làm hay là như thế trước nào? Em có đi làm theo người ta đi làm, đi thợ phụ người ta ấy gỗ, xếp cái gỗ lan ấy, thì một thời gian thì nó bây giờ là nó đau quá thì không đi được, cứ đi ngày làm ngày nghỉ. Thì họ cũng tìm người, họ không nhận mình nữa. Mà bây giờ trên này xưởng nó cũng hết rồi. Dạ. Đó mà không có việc gì để làm. À. Vậy đây là... Đây là em Thím. À, à là Thím hả? Thím là kiểu là em dâu phải không? Em dâu. À, em dâu. À, là nhà chị ở chỗ nào? Chỗ Tấm Bạt. Nó chỗ Tấm Bạt đó hả? À, là nhà chị cũng trôi hết luôn hả? À. Thế cái lúc mà bị trôi nhà đó thì chị đang ở đâu? Lúc nước lũ lên thì tất cả mấy anh chị em ở đây thì đang đi hộ mấy nhà bên này, lúc đấy bị ngập ở bên này á. À. Thì là mấy anh chị em tất cả mọi người đi sang bên đấy hộ mọi người chuyển đồ. Khi mà nước lũ dâng lên đến đây là bọn em gọi chị kịp chạy người đi lên trên kia thôi, không kịp mang đồ nhà mình nữa. Ừ. Đấy mình chỉ kịp chạy người nhà mình thôi ạ. Là nhà chị chồng chị đi đâu? Lúc đấy chồng em cũng ở nhà thì tất cả mọi người đều đi chuyển đồ hết ạ, tập trung chuyển đồ mấy nhà bên này ạ. À, là đi cứu nhà người ta là coi như nhà mình là để lại đó. Vâng, khi đến tại vì là nghĩ là khu nhà mình ở bên trên này là cao hơn mọi người, đây là an toàn rồi thì là không cứu không ấy nhà mình nữa mà đi hộ hàng xóm. Vâng. Nước lũ đến khi đến đây là nhanh quá, là mấy anh chị em chỉ kịp lúc đấy gọi nhau là đi lên kia thôi, không kịp chuyển đồ. Ừ. Vâng. Đi chơi rồi cái chỗ nhà chị đâu nè, em coi nè, đi lại đây á, đi đó. Trời, không còn một cái gì luôn, bằng đây nó trôi hết rồi, mất rồi còn đâu, không còn một cái gì luôn. Nếu như mà người ở địa phương khác như em tới đây á, là em nghĩ là ở đây là không phải là cái khu vực để coi như làm nhà đâu. À, em đây là cái bờ sông đấy chứ không có nhà đâu, nhà chị đâu. Đây cũng là nhà chị luôn đó hả? Vâng, đây là nhà em ạ. Trời. Nhà em cái hết phần này, đây là sân nhà em đây. Ừ. Quá là đáng thương. Rồi là sau một đêm là khi xuống là như nhà bác là em còn được chứng kiến là nhà bác với cả nhà mẹ em là em được chứng kiến là nhìn thấy nó bị đổ bị sạt xuống, còn nhà em là bị đi trong đêm lúc mà lũ to ấy ạ. Thì làm bọn em tập trung hết ở trên nhà cô hàng xóm ở trên cao cao kia, thì có các bác trực cấp nước ở đây thì là lúc đêm là nhìn thấy nhà em sạt thì mọi người nhắn tin bảo là nhà em bị sạt rồi. Thế là sáng hôm sau đến là có nghĩa đây chỉ còn một bãi nước mênh mông nữa, không còn nhà của mình. Là mình có chạy được đồ gì nhà mình đi không? Nhà em hôm đấy thì là lúc về đây gọi mọi người gọi nhau thì kéo được một cái tủ lạnh ạ. Nhưng mà mang lên kia thì là nước nó cũng ngập là ấy hỏng hết rồi ạ. Ừ. Vâng ạ. Là coi như không còn một cái gì luôn. Vâng, không còn một cái gì luôn ạ. Giờ là giờ quần áo đây, bọn em mặc quần áo của các đoàn từ thiện người ta đi qua để bọn em lấy và em mặc đấy. À. Rồi ở đây là có 3 căn nhà hả chị? Có 3 căn nhà. À, 3 căn nhà. Nhà mẹ em và nhà anh chồng em và nhà em ạ. À, đây là nhà mẹ đâu? Nhà mẹ em ở bên này. Đây dần qua nhà mẹ. À, cái nhà mà lúc nãy em mới vô em quay đó ha, mà đang sập sệ đó ha. Ồ. À, lúc nãy là bà đó hả? À. Ồ, trời ơi, không còn một cái gì nữa luôn.
Rồi. Đây là nhà mẹ em. À. Đây là mẹ em. À. Rồi cháu chào bà nhá. Vâng. Dạ, bà ngồi xuống đây đi bà, bà ngồi xuống đi. Bà ngồi xuống ha. Ồ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 69 rồi. Bà năm nay 69 rồi hả? Vâng. À. Nói gì hơn thì cảm ơn các cháu, cảm ơn những nhà hảo tâm, cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình nhà bà trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế này. Không biết nói gì hơn, chỉ cảm ơn thôi. Cuối đời rồi mà không còn cái gì để mà nói nữa. Bà ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Bà ở từ năm 80, cháu chính cháu Tuấn cũng sinh tháng 4 năm 80 cũng ở đây. Là từ năm 80 đến bây giờ là bà ở trên cái mảnh đất này á hả? Vâng. Bà đi bắt đầu bước chân ở quê lên đây là từ 15 tháng 9 năm 78. À. Vâng. Thế đến năm 80 bà lấy chồng thì bà mới về cái chỗ đấy. Dạ. Vâng. Là từ năm 80 đến bây giờ là có hồi nào mà cái nước lũ mà chưa nó lên cao không hả bà? Cũng có nhưng mà cũng tận dưới thôi. À. Chứ không bao giờ nó lên đến mức độ này, không ngờ rằng như thế này. Ồ. Vâng. Không bao giờ có cái nước như thế này. Nên là ấy làm nhà mà ở đây từ lâu rồi, mấy đời nhà rồi. Trước kia bà cũng khó khăn nuôi các em nó còn bé, thì khó khăn lắm, đi học thì cũng không đến nơi đến chốn được. Các em ví dụ như là có thì còn nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn rồi, nó có nghề có nghiệp thì nó đỡ khổ bản thân nó, nhưng điều kiện hoàn cảnh của bà nó khác. Bà cũng có mẹ hóa con bồ côi cho nên là bà cũng nuôi các em thì bữa no bữa đói ăn thôi. Rồi. Một mình nuôi bốn đứa con lúc no lúc đói. Trời cho nên là khổ lắm, thoát ly gia đình xong cái là lên đây đất khách quê người. Ở đây thì không có ai nương tựa cả. Thế thì là nuôi con đến khi mà làm nhà làm cửa thì cũng không có tiền để làm nhà cho từng đứa, mà cho mỗi đứa một suất đất này cũng bỏ tiền ra mua từ năm 80. Xong là chia cho mỗi đứa mỗi suất, không có 1.000 nào để cho con, mà chỉ có đứa nào đứa đấy là tự làm đấy thôi. Con gái thì cũng chia đất cho ở đằng kia, nhưng mà giờ chưa kịp làm nhà thì đã trôi đi rồi. Đã kịp làm đâu, trôi mất đi rồi. Còn nó làm cái nhà trên kia, nó mua trên kia thì nó làm may, nó còn làm được cái trên kia. Nó hai vợ chồng nó lấy nhau thì vợ cũng, hai vợ chồng bỏ nhau năm nay cũng là 8 năm. Mình nuôi hai cái con. Là bà là học. Là bà là tổng là bao nhiêu người con? Bốn đứa. À, bốn đứa con. Tổng hai là bốn. Trai, à ba trai một gái đấy. À, vâng. Ba trai một gái. Vâng, ba trai một gái. Là bây cái giờ anh... nó Tuấn là cả nhất. À anh Tuấn là Tuấn anh lớn. Là cả nhất, xong thằng cộng tay, xong là đến cái Dung, con gái là thứ hai. Yeah. Đến thằng Long là thứ ba, còn thằng Út là thằng Nam, nó chưa vợ. À. Năm nay sợ em sinh năm 96. Em năm 96 cũng không có đứa nào có nghề nghiệp gì cả. Thế là giờ mà chờ mà nhà như thế này là cái như bà định tính là cái như ở đâu? Thôi thì cũng nhờ các cháu này, nhờ tất cả các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm trên cả nước chung tay góp sức vào để giúp bà được tất cả là cái tốt nhất. Mà không thì cũng đành phải chịu thôi, thì thôi có tiền thì đi ăn nhờ ở đâu hay thuê mướn ở chỗ nào. Trời. Thì được thời gian nào được thời gian đấy thôi, không có thì vào trong rừng trong rú mà ở vậy làm là không có tiền thì bây giờ cốt nhất là phải ăn và ở. Thế mà bây giờ ăn ở chẳng có nữa thì làm sao mà trời. Bây giờ bà khó khăn, không còn đường nào. Ở quê thì bố mẹ chết lâu rồi, đất cát các em đông, các anh đông thì cũng không có để mình về mình tựa được. Thế xong rồi bây giờ đất cát bây giờ cũng không còn. Trước bà đi từ bắt đầu thoát ly lên cái đất này là 15 tháng 9 năm 78. Trước kia thì bà đi công nhân quốc phòng. Thế xong lên đây Trung Quốc tháng 2 năm 79, Trung Quốc nó đánh nhau. Thế là nó lại tuyển dụng bà sang công nhân biên chế nhà nước trồng rừng. Xong rồi bà đi lấy chồng về cái đất này thì gia đình nhà chồng bắt bỏ cơ quan. Thế xong bắt đầu về nhà theo gia đình nhà chồng. Lúc gia đình nhà chồng không phải chồng vợ hết vợ nọ con kia thì cuối cùng hai vợ chồng chẳng ở được với nhau thì nó tai biến xong rồi chết. Thì cuối cùng một người bà bốn đứa con vất vả quá, ăn rau ăn cháo không ai đỡ. Không con cái cũng không gửi ai được. Thế rồi một mình thắc tự bươn trải.
bữa no bữa đói. Giờ cuối đời rồi. Ăn thì... học thì cũng không nơi nơi Tuấn thì chỉ được con lớp 3. Giờ thì cả một đời cái như nuôi con nuôi cái có một chiếu đất thôi. Mà đến bây giờ thì coi như lũ nó cũng đã cuốn trôi hết. Nói chung là người ta cuốn trôi nhà còn đất. Mà giờ là coi như theo con nhìn thấy là nó cuốn luôn cả đất luôn rồi. Thì giờ có muốn nương tựa vào con cái thì con cái cũng không có đất cát đâu gì hết. Tiền chúng nó còn không có giờ cũng không có tiền gì. Cháu ở trên này dưới xuôi nó còn có công ty nọ công kia đi kia đi làm, nhưng trên này có công ty gì đâu đi làm thuê bế con thuê hoặc là phơi ván bóc thuê các thứ thì ai người ta nhờ phát cỏ phát đồi rừng thì ngày được ít thôi, thì là ăn được bữa nào qua bữa đây qua ngày thôi, chứ còn mưa nhiều nó chẳng làm gì. Ngoài thuê nắng thì người ta thuê phát cỏ rừng, mưa thì không ai người ta thuê mà mình cũng không làm được, cũng không có ăn, cũng không có công ty nào ở trên này đâu. Đấy, cho nên là ông không có ruộng thì không có, nương cũng không có. Mình đất khách quê người lên đây thì nương ruộng đồi đây người ta cũng đã ở hết, người ta ở từ trước rồi. Cho nên là người ta có nương có ruộng chứ mình có đâu. Mình không trông vào đâu, chỉ gạo chợ như sông thôi. Giờ mà bà mà coi như ước thì bà ước cái điều gì? Bà ước là bà có một cái nhà mà sinh sống chỗ thu gia thu quản đến cuối đời phần còn lại. Rồi mới lại bà đi mổ. Quá cháu, bà bị sao mà coi như là đi mổ? Cháu ơi, sỏi thận bà mổ hai lần ở một chỗ này. Ồ. Bây giờ lại có 2,5 bà mới đi lại học y Hà Nội về xong. Trời. Đi khám xem là hòn sỏi nó to bằng nào rồi, giờ lại 2,5 rồi. Ồ. Bà mổ năm 2007 1,9, mổ 2015 2,3. Vẫn ở bên này, mổ bây giờ là 2,5. Lần thứ nhất thì chỉ mổ một phát ngang thế này thôi. Lần thứ hai mổ lại ngang một phát, dọc một phát, nằm trên bàn lâu quá. Thế bà đã đuối sức rồi. Thế bây giờ mổ lần thứ ba thì chắc là không cho mổ tỉnh đâu. Vì không có khả năng tỉnh, không thể mổ được. Vì mổ lần thứ hai người ta một ca chi phí mổ là hết bao nhiêu tiền hả bà? Thì 50 đổ xuống. Thế giờ mình thì coi như tiền bạc không có thì coi như đi dưới Hà Nội thì là phải mổ ngoài. Chờ bác sĩ. Trước kia thì còn nhà còn cửa. Vâng. Rồi có thể là coi như mình vay mượn đồ là coi như mình lo cho cái sức khỏe của mình được. Vâng. Chứ giờ nhà cửa thì cũng không có. Vâng. Thì lấy tiền ở đâu mà mổ đấy chứ. Rồi là coi như ôm bệnh đến cuối đời luôn hả? Đấy, ôm bệnh cuối đời. Mà bây giờ nha, bà về hàng ngày 2 viên Betanox. Betanox mà là về thuốc tim đấy. Dạ. 2 viên Betanox uống một buổi sáng. Dạ. Với một viên huyết áp. Bà huyết áp cao. Vâng. Xong rồi lại đau đầu, nó bị rối loạn tiền đình. Là đang... Ba viên hoạt huyết dưỡng não. Là bà đang còn một cậu út nữa là chưa lấy vợ. Chưa lấy vợ. Lại phải đang phải lo coi như gia đình cho cậu út nữa. Vâng. Trời. Cậu út chưa vợ, chưa có người yêu, chưa có gì cả, nên như này thì ai lấy được cháu? Thế này thì ai lấy? Nhà chả có, cửa không, tiền cũng có. Thế này thì ai lấy? Cái hôm mà nữ này thì chỉ có mình bà nhà thôi. Nó đi làm một cách đây 10 cây nhưng mà nó lại trắng trơn hết, nó không có đường về. Chứ về nhà thì đã xong hết rồi. Cứ tin tưởng, con cứ tin tưởng là nhà mình mới xây. Nó chắc chắn, mới nó ở trên vỉa đá này thì nó không trôi được. Ngỡ đâu về nhà trắng trơn. Thôi đi ấy rồi, coi như là đi bà đi lại chỗ anh Tuấn để con cũng có một chút quà. Vâng. Gửi bà ha. Vâng. Trời ơi, nhìn cái nhà này cả nhà. Đó, đây thì còn được thấy cái hình hài của cái nhà. Còn nhà này á, là nhà con trai đúng không? Vâng, nhà này là nhà anh thứ hai, là giờ coi như cũng mất hết đất luôn rồi. Rồi nhà anh Tuấn là cũng đây nhà đây Long. Nhà Long, nhà Tuấn đằng kia. Đây là nhà anh Long. Nhà Long. Bà còn cái chỗ này của bà đây. Chỗ này của bà chia cho các con rồi thì bà 8m7 ở chỗ này. Thì bà làm cái kho để chít thì nó cũng trôi luôn cả chít cả cái kho đấy của bà rồi. Có đây vô đây ngồi này bà, vô đây ngồi. Vâng. Vô đây ngồi đi cho nó
Rồi, ô trời, coi như chui vô cái lều như thế này đó cả nhà. Bà chia cho rồi. Các con rồi thì bà chia cho các con rồi thì bà vẫn thủ chủ lại 8m7 đất để bà để lại bà làm cái con đấy, sau này ngộ rằng mình không ở với con dâu thì mình còn có cái chỗ để mình làm ra ngoài đấy. Thế nhưng nữa bây giờ thì cũng hết. Dạ. Hết luôn cả đất cả kho chít. Anh Tuấn đi lại đây ngồi luôn, anh Tuấn đi lại đây ngồi luôn này thì ngày hôm nay á thì em cũng được cái sự giới thiệu của bà con ở đây á thì đến đây thứ nhất là thăm hỏi gia đình, thứ hai nữa là em cũng muốn ghi hình trực tiếp chia sẻ cái hoàn cảnh của mình lên trên trang mạng xã hội. Chị ngồi đây luôn, chị ngồi luôn, ngồi đây luôn. Đây là chị con dâu vợ Long đấy hả? Giờ là đây là coi như toàn bộ là gia đình nhà mình là giờ là coi như mất trắng, không còn nhà cửa. Giờ là kiểu là màn trời chiếu đất ha, sau một đêm nước lũ. Nói chung là nhìn anh Tuấn thì thấy anh thì bị đây là anh bị tai nạn hay là sao? Em tự bị tập từ bé. Tai nạn từ bé. Bị từ bé. Năm 13 tuổi. Rồi đây là giờ là toàn bộ gia đình của mình là giờ là coi như thành ra là màn trời chiếu đất hết rồi đó. Thì cũng giới thiệu với gia đình mình. Em thì là bên kênh YouTube Thành Trung TV. Thì nói chung là khi mà nghe được cái tin ở ngoài quê mình á bị lũ lụt rồi ấy á, thì em cũng đi ra đây, thứ nhất là cũng chia sẻ những cái hình ảnh của quê hương lên mạng xã hội, thì cũng được cái sự mà hỗ trợ của nhà hảo tâm hướng về quê hương trong và ngoài nước, thì cũng có những cái số tiền của tất cả quý mạnh thường quân ở trên kênh. Thì đến đây thì thấy gia đình mình thì giờ là em cũng chẳng biết nói nên lời như thế nào hết đó. Thì một mình em thì cũng không giúp được gì hết, mà cũng nhờ sự chung tay của cộng đồng thôi, giúp mình nói chung là tạm thời để có những cái số tiền sinh hoạt tức thời thôi, còn lâu dài á thì cái đó thì chắc có lẽ là bên phía nhà nước cũng sẽ có một cái hướng cho những cái hộ gia đình mà bị thiệt hại anh ha. Thì giờ là em sẽ giúp cho, ở đây là mình là 4 hộ ha. Dạ, 4 hộ thì em giúp một hộ là 3 triệu. Dạ. Yeah. 3 triệu bà. Dạ. Yeah. Anh Tuấn ha. Chị ha. Đây là cũng mong rằng cũng mong rằng là coi như gia đình mình sẽ sớm vượt qua những lúc khó khăn. Thì bà có lời gì muốn nói với cô chú mạnh thường quân không? Thì tôi cũng thay mặt gia đình, trong lúc gia đình tôi hoạn nạn khó khăn như thế này, được sự quan tâm của các mạnh thường quân và các anh trong đoàn đến hỗ trợ cứu giúp gia đình nhà tôi trong lúc khó khăn này, tôi không biết nói gì hơn. Rất cảm ơn các anh, các chị trong đoàn đã giúp đỡ gia đình của tôi trong lúc này. Sớm vượt qua cái lúc khó khăn này. Rồi thì tôi cũng cảm ơn đến với tất cả những bà cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử, quý nhà hảo tâm trên kênh của Thành Trung cũng đã gửi những số tiền đến với tất cả quý những mảnh đời bị thiệt hại trong những cái cơn mà
bão lũ vừa rồi ở Lào Cai cả nhà. Thì Thành Trung cũng xin chân thành cảm ơn đến với tất cả quý vị, mong rằng tất cả quý vị luôn được bình an mạnh khỏe, sẽ có những cái phần quà đến với những người mà gặp nạn như thế này trên quê hương như cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.